Gú là trời, mấy Lâm nó lại báo cái gì nữa gọi anh em ơi. Emotional damage. Ê hey, Lâm có gì không vậy? Em mua kẹt nè. Đu mua cho anh hả? Chị với anh hai. Gú là trời, chứ mày mang vô đây khoe gì mày? À, Gú là chơi chơi game được rồi đó anh hai rồi. Gì chơi chơi game lại hả? Đúng rồi anh hai rồi. Nhưng mà chơi mất hạt rồi chơi gì mày? À đây nè. À đồ. Đừng nói là mày mua hạt cho cha nha. Trời ơi, trời tiễn đâu mày mua vậy? Vãi nồi, Thiên Lâm bữa nay chinh lớn cực kỳ luôn anh em ơi. Mẹ này VIP lắm luôn anh hai ơi. Thôi anh không tin đâu mày ơi, mày đâu ra có tiền mà mua hạt VIP cho cha. Mẹ này VIP lắm luôn anh hai. Đâu bữa nay. Ui vãi nồi, Thiên Lâm mua hạt cho cha mình anh em ơi. Tính ra là lần trước đó cha mình bị mất hạt anh em à, thành ra là cũng nghỉ luôn ấy. Thì như anh em cũng biết là từ trước tới giờ cha mình cũng có chơi game Free Fire anh em ơi. Nhưng mà chơi vui thôi anh em à, chơi vui với tụi mình thôi ấy, chứ không có chơi hay anh em ơi. Ok, nhưng mà hạt này em nói là VIP đúng không? Đúng rồi anh hai ơi, em VIP cực kỳ luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập vô cũng như là cho anh em xem và xem thử là cái hạt này VIP như nào nha anh em ơi. Rồi vô nè. Dạ. A few inches later. Cuối cùng mình cũng đã đăng nhập được cái hạt này rồi. Anh editor, lên nhạc. Hello, lại là mình Sima. Bảo con bệnh hại đây. Ok anh em ơi, hôm nay là tôi đang bị bệnh á, cho nên là cái giọng tôi nói chung là hơi bị đi du lịch một xíu anh em à. Cho nên là anh em thông cảm với tôi nha. Rồi, bây giờ là tôi sẽ review cho anh em xem là cái hạt máy Lâm nó mua là có những gì nha. À, 251 tóc với lại là mũ luôn nè anh em ơi. Tóc cơ đỏ này, tóc cơ lục luôn nè anh em ơi. Tóc chuồng lam luôn này. Ui, đầu ninja bao lửa luôn nè anh em à. Vải nồi của cả là kim long luôn nè anh em ơi. Thêm mới là mũ là cái tím nữa này. Được thứ nhì. Tóc nhà thơ này. Tóc của mấy thanh niên làm kẻ phân diện anh em ơi. Ui, tính ra là cái hàng này là VIP nha anh em ơi. Xịn sò con bò đấy. Đây chính là đầu chai ngôn áo luôn này. Ok anh em ơi. Rồi, bây giờ là áo nha. Ok, tổng hết luôn là có 544 cáo anh em ơi. Ui, tính ra là tận 544 là nó nhiều siêu kinh điển luôn rồi đấy. Ui, cáo kim long này lúc nào là nhìn cũng ngầu anh em ơi. Ok, đây anh em thấy không, toàn những cáo mà phải nói là rất là xịn anh em à. Áo bông trắng này, cũng như là áo thao quậy nè anh em ơi. Ui, áo trái châu là cũng có trong can này luôn ấy. Mấy cáo này chính là mấy cáo free anh em ơi. Hình như tôi nhớ không nhầm là mấy cáo này nó trong dòng mây vàng hay sao anh em ơi. Phía dưới này là tôi thấy cũng có một số cáo đá banh nữa này. Ok, quần thì tổng hết luôn là có 333 cái quần nha. Tôi sẽ đi truy tìm là quần hồng thiên này cũng như là quần thám hiểm anh em ơi. Có nhưng mà trời ngủ là trời. Ui, quần trái châu nè anh em ơi. Đây rồi, quần thám hiểm anh em ơi. Nhưng mà không có quần hồng thiên rồi. Ok, giày dép á tổng hết luôn là có 297 nha anh em ơi. Anh gà gán có xem video này của em là cho cái hàng này thêm 3 đôi giày nữa. Trời ngủ là trời, cho nó tròn 300 đi. Chứ nhìn 297 nhìn ngứa mắt ba chưởng luôn ấy. Ok anh em ơi. Rồi bây giờ là mắt kính với lại là mặt nạ nha. Tổng hết luôn là có 196 nha anh em ơi. Ui, mặt nạ huyết nguyệt anh em ơi. Cái mặt nạ này hồi xưa là tôi kiểu như là không có đồ quý ISO anh em, thì tôi mang cái mặt nạ này anh em ơi. Thành ra là nó bắn tôi xách cái quần lên chạy luôn anh em à. Ok, đầu quý ISO tôi đang mang mới gọi là đầu quý ISO chính hiệu nè anh em ơi. À, mặt nạ của nam của nữ tổng hết luôn là có 54 nha. Ui, 54 là cũng nhiều đó anh em ơi. Đây chính là 14 cái đồ full anh em ơi. Đồ full bộ tôi thấy là cũng khá là xịn anh em à. Có cả là cũng lông bò sữa nữa này. Với lại là bộ đồ đua xe nè anh em ơi, bộ đồ xếp hình này và ninja thần chết nè anh em à. Cuối cùng chính là bộ đồ khủng long xanh lục nha anh em ơi. Rồi, hành động là tổng hết luôn là có 79 này. Trời ơi là trời, 79 cái hành động này mà đi tán gái thì thôi, bao đổ luôn chứ còn gì nữa. Thứ gì mà chịu nổi luôn anh em ơi. À, 7 cái hành động ở trong sân chờ nữa này. Với lại là một cái hành động biến hình nha anh em ơi. Rồi, bây giờ là sưu tập nha, xem là có gì nha. 85 cái dù lượng anh em ơi. Ui, 85 là cũng thuộc dạng là VIP Pro rồi đấy. Cũng như là 116 cái ba lô nha. Và hiện tại là cái hàng này đang dùng là ba lô thỏ xám xét anh em ơi. Ui, tính ra là ba lô này cũng ngầu đấy. 87 cái hàm xét nha. Hàm xét ít cầu nguyện anh em ơi. Cái hàm xét này nói chung là nhìn cũng rất là cute này. Hai cái Skywin nha. Và cuối cùng chính là 108 cái vân lướt anh em ơi. Ván bịt vàng. Trời, cái ván này nhìn kiểu mắt kính giống như là mafia hả anh em ơi. Ngầu vãi chưởng luôn ấy. Đây chính là dàn siêu xe bên trong hàng này nha. Dàn siêu xe này mà đi đua với lại là dàn siêu xe chính của tôi thì thôi, tôi ép một cái lên tới đọt tre ngủ chảnh luôn anh em à. Thông tin đó là 275 cái avatar này, cũng như là 404 cái nền anh em ơi. Rồi, thì đây chính là số băng vẽ bên trong hàng này anh em ơi. Có cả là đá chế tán luôn này.
học đám ma thuật luôn anh em ơi, khá chi là VIP luôn ấy. Ok anh em ơi, thì cuối cùng là mình cũng đã cho anh em xem là đồ nam bên trong phòng này rồi nha. Thì bây giờ là tiếp tục là đồ của nữ anh em ơi. Đấy, để xem là có cái nẹt gì bên phần đồ nữ không anh em à. Trước khi mà vô tủ đồ nữ á, từ nãy giờ anh em nào mà chưa có like cho tôi, lấy cái gót chân lên giọng như trong cái nút like cho tôi nha anh em ơi. Đây rồi, đây chính là tủ đồ của nữ nha. Ui, tính ra là nhìn xương xương là tủ đồ của nữ á, tôi thấy là phần tóc là cũng xịn anh em ơi. À, được thế nhỉ. Rồi, bây giờ là áo nha. Đây chính là toàn bộ số áo bên trong mặt này của nữ anh em ơi. Ui, tính ra là toàn những cái áo mà phải nói là chất lượng của nữ anh em à. Nhìn phải nói là cực kỳ xịn luôn ấy. Mình nghĩ là những bạn nữ nào mà xem video của mình đó là nhìn vô tủ đồ này là cũng cực kỳ mê luôn anh em ơi. Tôi mà còn mê nữa anh em à, bởi vì tôi cũng thỉnh thoảng lựa cho đồ nữ anh em ơi. Ok, rồi mấy cái áo này chính là mấy cái áo free nha. Áo đá banh nói chung là cũng khá là nhiều luôn nè anh em ơi. Rồi bây giờ là quần nha. Quần thì tôi thấy là cũng rất là nhiều luôn nè anh em mà. Váy sườn xám cái kiểu này khá chi là xịn sò con bò luôn anh em ơi. Đây chính là quần hồng thiên nha. Ok, quần thám hiểm của nữ luôn nè anh em ơi. À, được thứ nhì, quần đá banh các kiểu luôn này. Đây chính là số giày dép bên trong bằng này nha anh em ơi. À, số giày dép này tôi thấy là cũng uy tín đấy. Xịn sò con bò anh em ơi. Ok, giày kẻ chú mu nữa này. Được của nó luôn anh em ơi. Giày hacker cam nữa này. Ok, đây chính là số mắt kính và lại mặt nạ bên trong bằng này nha anh em ơi. Mặt nạ bom thủ cuồng loạn này. À, căng đét luôn anh em à. Mũ tiểu tiên, trời ơi là trời, cái mũ mà dành cho những ai mà bị cấm sừng anh em ơi. Dài 80km luôn ấy. Ok, thì mặt nạ của nam của nữ là vẫn như cũ nha anh em ơi, 54 nha. À, đây chính là đầu full bộ nè anh em ơi. Gấu bắc cực này cũng như là khủng long bò sữa nè anh em ơi. Bộ đồ đua xe này, bộ thỏ siêu công nghệ nha. À, thỏ phi hành này cũng như là thỏ tím 1937 anh em ơi. À, bộ đồ thần quyền này cũng như là quý bà có chết này. Bộ đồ ác quỷ này. Và cuối cùng chính là khủng long xanh lục nha. Ok, thì đây là những gì mà của đồ nữ bên trong bằng này anh em ơi. Nói chung là cũng xịn vãi chưởng luôn ấy. Bây giờ là tiếp tục là xem nhân vật anh em à, xem là có bao nhiêu nhân vật nha. Ui, Kylie này, Raiden luôn nè anh em ơi. Alok này, Tatsuya luôn này, ngon vậy. Skyler này, Chrono luôn nè anh em ơi. Ngộ không này, Santino luôn. Ui, tính ra là full nhân vật luôn anh em ơi. Còn thiếu mỗi con Kairos đây. Nhưng mà con Kairos là chưa có ra mắt anh em ơi. Phần bét nha. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6 này anh em ơi. 7, 8 này, 9, 10, 11, 12 con bét này. 13, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này, 19, 20, 21. Rồi, tổng hình luôn là có 21 con bét anh em ơi. Nói chung là 21 con là nó thuộc dạng là VIP bro vãi cả trứng luôn rồi đây. Bây giờ là kho vũ khí luôn đi anh em ơi. Ok, kho súng luôn này. Ok, tổng hết luôn là có 382 vũ khí nha anh em ơi. Tôi thấy là có 4 cái súng nâng cấp này. Nhưng mà không được cái nào mà gọi là level 7 luôn ấy. Thứ gì mà chịu nổi thật sự luôn anh em à. Ok, không sao anh em ơi. Bây giờ là tôi sẽ lướt cho anh em xem nha. Sờ ca thần tình yêu này. À, màu 87 thế giới ngầm nè anh em ơi. Ngon lành cành đào thế nhì. Ui, vãi nồi toàn skin mà phải nói là khá là xịn ấy. Chứ không phải là cụ bắp đâu anh em ơi. Có cả là MB40 Giáng sinh này súng tủ tôi luôn anh em à. Ui, được thế nhầy. Ok, chảo cái kiểu là anh em mê bơm keo này. Đây chính là toàn bộ skin súng mà hết hạn trong bằng này nha. À, tính ra là cũng khá là VIP đó anh em mê. Ok, thì cuối cùng là mình cũng đã cho anh em xem là tất tần tật bên trong cái hạt mới này của cha mình nha anh em mê. Thì cái hạt này là mình nghe bé Lâm nó nói là nó đập ống heo ấy, cũng như là nó mua cho cha mình anh em à. Nói chung là cha mình chủ yếu là chơi vui thôi anh em ơi, chứ không phải là chơi theo kiểu là nhiều anh em à. Chủ yếu là chơi với lại là tôi với lại mấy Lâm khi mà tôi với lại mấy Lâm ngủ ấy. Ok, thì bây giờ nha, các bạn mà kiểu đón xem là cái hàng này là đã nạp bao nhiêu tiền rồi. Đấy, bạn nào mà đón đúng ấy, tôi sẽ tặng kim cương luôn nha anh em ơi. Và anh em đừng quên là ghé shop xin mới trong kênh của mình của em Cương nha. Đừng quên là mình ghi phần comment đây. Bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ dừng video ở đây nha. Bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở video sau.